Ok. À, với chú các bạn, mình là Linh đây. Thôi, hôm nay thì chúng ta mình sẽ Linh sẽ trở về chính thức trở về Việt Nam để bung lụa luôn. À, hôm nay mình sẽ cầm theo một cái nỗi ám ảnh của zombie rồi. À, Viper, cái loại này thì nói chung là vẫn là của chùa thôi. Nói chung là không hẳn. À, cận chiến đầu tiên. À, không hẳn là của chùa. Các bạn chỉ cần nạp 20k nhỉ, chỉ cần 20k là các bạn có sở hữu cái này 3 ngày. Nói chung là chỉ cần 3 ngày thôi là zom xác định là ăn hành sấp mặt luôn. À, đấy đấy. Nhảy nhót này. Cái này mình phải nói khẩu lục này, đây là khẩu duy nhất có khả năng cận chiến đúng không? Nhưng mà cực mạnh luôn, phải nói rất là mạnh. Cận chiến phát nào thì phải tê tái vào đấy đấy. Ok, tuy nhiên là chỉ đây là chỉ là đồ ngày thôi nên cũng hơi buồn. Cái khẩu này cũng có tiến hóa sao mình nhớ không nhầm, nó có tiến hóa các bạn ạ. Khi các bạn tiến hóa lên càng cao thì nó nhìn đẹp hơn nhiều và có hiệu ứng chém nữa. Ô, con véo này. À, đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây. Nào. Đây là bị tí mình dụ vào đây đã. Đúng rồi. Đúng rồi, chụp vào đây, chụp vào đây, chụp vào đây. Đẹp. Rồi mình rong hết nửa bản đồ rồi cuối cùng nó cay hết mất. Ô, không chết kìa. Ô. Ui, zom đâu hết rồi. Đấy, cái này là khi có tiến hóa nhìn cái vệt chém ấy, đẹp lắm luôn ấy. Ok. À, xích nó lại. Đẹp, bắn chết mất rồi, cận chiến không chết biết đâu chứ. Tuy nhiên là các bạn nếu mà bắn thì phải để ý một chút vì nó cận chiến khá là gần, tầm gần lắm. Thế là cứ phải dí thẳng vào mồm nó thì mới chơi được. Ô, đây đây. Tưởng thịt về lâu lâu không gọi là đi, gọi là đi mắc cận chiến các bạn. Cảm giác nó sung sung lắm. Cầm thứ nhất là cầm theo khẩu này các bạn cứ phải là gọi là sung, cực kỳ là sung mãn luôn. Vừa như kiểu vừa uống một tỷ đô gọi là một kiện thôi, gọi là một kiện rocket rồi các bạn. Ở rồi. Nhưng mà từ nãy giờ thấy zom toàn chạy đâu hết này. Là Ajinomoto. Trời ơi cái câu này mình phải để lâu lâu lắm rồi không nói. À đây đây đây, có vế kìa, có vế kìa. À đây đấy. Mày này. Ui, không cần nháy các bạn. Trời. À đây đây, trời. Rồi. Thôi, thế tinh thần nó lên cao lắm rồi đấy. Được gặp AFK là tinh thần nó kiểu cảm giác nó vụt gọi là hơn cả chào cờ rồi. Ôi, còn mỗi con son này mình sẽ cố gắng cận chiến nốt nhé. Hy vọng thôi, chứ còn bây giờ nó cái tăng máu rồi. À đấy đấy. Mày đấy. Ai không chết kìa, phần này mình chém trúng nó rồi. Ui tiếc thế, phần này con vếu kia mình chém trúng đấy, không chết. Rồi, các bạn xem thì nhớ like và cho mình cảm nhận nhá. Nói chung là cái khẩu này thì công nhận thôi, mình nói là kiểu như không bằng truy kích ở Trung Quốc nhưng mà thực ra không phải đâu các bạn ạ. Nếu mà mình nghĩ suy đi tính lại thì mình thấy nó rồi đồ to rồi. Chúng ta ngồi tâm sự với nhau một tí thôi. Thế là đồ to thì bình thường mà đúng không? Tính lâu lâu với gặp đồ to thì phải gọi là chào đón nó nhiệt tình tí. Nếu mà ấy, nếu mà các bạn thường các bạn để ý là bên giá ở Trung Quốc nó rẻ hơn Việt Nam ấy. Nhưng mà thực ra không phải đâu, bởi vì là cái mức cái số cái tiền ở Việt Nam ấy các bạn, ở cái tiền ở Việt Nam nó chỉ bằng không đến ba, chỉ bằng một phần, không đến một phần ba nhé, không đến một phần ba của tiền khựa đâu, nên là cái giá của Việt Nam nó cao như vậy thì cũng bình thường thôi. Nói chung là cái giá đấy là bình ở Việt Nam là cái kiểu tiền mình nó mất giá ấy, kiểu vậy đấy. Nói chung là như nhau cả thôi, không có bên nào hơn bên nào, hút máu như nhau hết. Nhưng mà mình thấy ở bên Trung Quốc là không có cái kiểu mà súng VIP mà nó tặng. Kiểu các bạn để ý là nhiều khi sự kiện ở truy kích Việt Nam ấy là tặng cho mấy to súng VIP mấy ngày nhá, nhiều ấy. Có cả các bạn, nếu mà các bạn chơi cả cái gì à? Ok, chém hai phát mà không chết luôn đấy. Nếu các bạn chơi kiểu làm nhiệm vụ hàng ngày ấy, súng VIP rất là nhiều. Còn ở bên truy kích Trung Quốc thì nó rất là ít, rất ít cho những cái khẩu súng free nhé. Với cả là thường thì cho nó thường cho vào cái nhiệm vụ các bạn phải làm cái gì đấy, còn truy kích Việt Nam cứ vứt thẳng tin nhắn ấy. Điều đấy là điều mình thấy tự hào luôn, rất là tự hào. Đấy, Viper này, Fury này, AK Dragon này, VIP các bạn nhớ là mấy cái đợt đấy còn phát cả tuần cả shotgun VIP rồi mà. Đấy. Đây là chúng ta nên gọi là tự hào về Việt Nam. Phải nói vậy thôi chứ mình thực ra mình chém vậy có cái để nói chứ. Là đồ to chán lắm luôn ý, thề. Ok, mình sẽ nếu mà may được làm thành con chú quỷ cũng được. À, đây đây. Sống lên. Mày chết. Ôi tôi chết rồi, mình mắc vào đây thôi. Nó bắn cho mình dính đét vào trong cái khe đấy, không leo lên được. Ok, rồi chú quỷ rồi, lâu lắm không chơi này. Ê, còn bốn thằng nữa chắc là nó không heo, nó không nhiều sao đâu. Chắc quất được. Rồi, sống lên. Rồi. Ê, đây, đằng này. Có một thằng nó núp ở trong kia, cứ từ từ nha, mình sẽ con này rồi cứ các bạn nhìn cái móng tay của nó thôi. Cứ là vụt phân nào thì phải thốn vào đấy đấy.
Ok. Đúng rồi, chết đó. Ui, chưa chết ạ. Mày. Đứng lại. À. Rồi mình biết ngay mà. Mình biết cái đường nó chạy là kiểu gì cũng chui vào đấy mà. Ở cái này nó được kiểu nó khó bunny vào chuồng đi. Nên là nhiều khi kiểu nó càng cố thủ càng dễ, kiểu dễ chết đi. Ôi một phát 4k 5 máu luôn này. Mày ơi. Nào. Ui còn 1000 800 máu này. Ui nhưng mà công nhận cái này vụt đau nhỉ. Công nhận khi làm heo thì sợ nhưng mà sợ mỗi con chú quỷ thôi, còn mấy con khác còn là bơi hết luôn đấy. Ui cầm theo đoạt hồn nhìn đẹp ấy. Nếu mà các bạn thích ý, thì clip nếu mà của mình sẽ làm một cái clip để test cái khả năng cận chiến của cái khẩu lục này. Tức là mình sẽ không bắn nhá, mình chỉ cận chiến thôi. Ui top kia xong phát đến nó để mình phải xông pha hiền máu. Ui, bắn phê lắm, bắn cực mạnh, cận chiến cực phê. Ui đấy, chưa. thật đấy chết hơi bị đáng lòng một chút rồi, bắn kiểu cận chiến vào mông. Ui chạy đây chạy đây. Ui thật chết rồi. Rồi mình linh đã cố nhưng mà nào. Ui đẹp. Ui đã nghèo là còn eo các bạn. Đang dòm nó vô hồn đông nó còn lát thế, đúng là chịu rồi. Ui đây. Rồi ui. À đúng rồi. Có cả sau kiểu Jackhammer Gold đúng không? Jackhammer Gold cũng được 2-3 ngày ấy. Dòm đây cũng như là còn đỡ ấy. Chứ còn mấy cái đợt mà kiểu shotgun VIP này, Destroyer Fast Free này, đúng rồi. Ngại chơi dòm cực kỳ luôn. À đấy. May này, rồi cận chiến rồi. Mình sẽ cố gắng cận chiến thật nhiều nhé. À vừa kìa. Đúng rồi, cứ bắn nó đi. Một bé này. Thôi. Mày. À, đẹp, nó cào thằng kia, tiếc không. Hai con nháy luôn các bạn. Phải đấy suýt nữa thì để làm thành hai cờ mở nó lai rồi. Ui zom này đâu hết rồi. Đồ to thoát à? Cứ ui mày đấy. Cứ cái ván nào mà kiểu như cái con đồ to nó thoát là y như rằng là zom chả có mà bắn. Đây rồi. Ơ không chết à? Ui có con vếu gần đây. Đấy. À vếu sỏ luôn. À đây. Ôi cảm ơn nhá. Trời ơi bạn bắn linh chỉ gọi là công việc nó gọi là việc nhẹ lương cao các bạn, ra chỉ là la liếm thôi. À, đây. Mày này. Ui năm cận chiến này. À không, mấy cận chiến liên tục ấy. À ui lao rồi. Đây. Ui. Phát đến nó bật ép lên nó nhanh quá mà mình không tưởng tượng được. Phát đến nó không bật ép là mình chơi nó luôn rồi. Ui cá vip. Ui nó bắn đau thế. Trời. Ôi, không có cơ hội làm heo được các bạn ơi. Ui quá là heo một sao chú ui. Ôi amen là anh Nguyễn Linh à. Thôi mình cứ gọi là im lặng là vàng các bạn ạ. Cứ giờ cứ lên tiếng cái là tí đấy là ăn hành đấy. Hành cả rổ luôn đấy. Rồi cảm ơn nhá một bé. Ui nó chém. Mấy con heo này kiểu một sao thôi mà nó chém thốn thật chứ. Bắt đầu ấy. Đứng lại. Nào ra đây solo luôn. Ôi thôi không solo. Ôi lại suy nghĩ lại rồi. Nó lag. Đẹp. Ui càng đánh máy mình nó vậy rồi. Ui, phát đấy mình định khô máu mà nó không chết nó kìa. Máy mình kiểu càng chơi lúc đầu thì nó cũng khá là ổn. Nhưng mà về sau kiểu nó bộ nhớ nó kiểu nó lâu ấy. Rồi các bạn cứ suýt bình tĩnh nhá, đừng bình tĩnh. Đừng lên tiếng. Mình bây giờ mình bắn còn đang có yên ổn một chút. Bởi vì cái nick này lâu mình không vào mà. À ư nhỉ, mình để ý, các bạn để ý là mình chat on không? Cái chat on đấy là mình hay chơi liên minh các bạn. Hay chơi liên minh là mình... Tao phải bấm như đấy, quên. Nào, bơi hết vào đây. Ui, có đồ to luôn kìa. Ôi dồi, sao mày chạy vào đấy? Nó tưởng mình tưởng nó đang săn nhỉ. Ui, bắn chết rồi. Ui, đồng đấy, chạy đây vào đây. Đúng rồi. Mày này, một phát. Ui, không chết kìa. Toàn rách gôn nên là chúng nó toàn bắn bằng chết thì thôi. Ui, cái này cận chiến vào đầu cứ các bạn bắn một viên ấy, bắn một viên xong cận chiến vào đầu là chết luôn mà. Mạnh, có mạnh. À, đầu to thế mình. Mày biết bây giờ mình thấy toàn kiểu rất là may luôn đấy. Nào. Hai con vếu luôn này. Mày này một thằng. Ai còn con nữa. Hai cận chiến luôn này. Nốt thằng đấy. Nào, khô máu luôn. Phát đấy mình kiểu như bị kẹt đi, xong rồi cứ bấm bừa cận chiến mà chết thật. À đây. Chà. Ôi thôi xong. Lag rồi. Đẹp.
Ôi trời. Ui đù đù. Ở đây đấy. Ui may nó lag mà bị cận chiến thì phải cơ gọi là cay, còn nó may nó không bị sao. Ở đây. Ui thanh niên này. Ui sao dựa mặt vào tường đấy kia. Ôi đất mày này. Ui cận chiến vào đầu nó cầm. Kiểu như nó cái khả năng cận chiến nó cực dễ bởi vì nó nhanh. Nó nhanh xong nó mạnh nữa. Ôi phát đấy các bạn đếm nếu mà rảnh rảnh, nếu mà có rảnh đếm hộ mình số cận chiến nhá. Mình thấy cận chiến từ nãy giờ nhiều lắm rồi đấy. Ôi anh Linh cận chiến đấy. Anh Linh cận chiến rồi à. Ôi, anh xin lỗi nha. Chứ mình kiểu thích cận chiến mà. Kiểu như mấy cầm mấy cái khẩu này cận chiến kiểu cảm giác nó sung lắm. Cứ một cận chiến một con cái là phải có, phải tìm cái con thứ hai cận chiến ngay. À, nhiều khi gặp phải nhiều anh em chơi cùng nên là rất là xin lỗi luôn. Ui thành rom à. Đẹp. Còn lag trước khi thành rom nữa. À đây thằng này. Chết đó, đúng rồi. Thằng sỏ luôn này. Đã trôi. Mày. À. Sao nó giật. Thằng đấy hình như nó bị lag các bạn. Mày thế. Thằng sỏ nó cầm đã trôi là thấy nguy hiểm rồi. Đây. Rồi mình phải trả thù. Đây, ngon. Mày vẫn kịp. Ui, phải đấy mình bị lây nhiễm là mình cứ kiểu cố gắng cận chiến nước còn đấy mà vẫn ăn được. Đây. À, được rồi, còn EP luôn này. Đứng lại. Rồi, mày quá. Mình sẽ cố gắng cận chiến vài thằng nữa xem nào. Mình một kỷ lục của mình cận chiến trong một ván rất là ít luôn này. Chỉ cùng lắm là 5 hay 6 cận chiến thôi. Mà anh Nam anh cứ còn làm chục cận chiến. Công nhận là ghê, rất là ghê luôn. Rồi. Mình thấy zom dưới đông lắm này. À, thò cái mặt ra. Đứng lại. Noob. Anh ngừng lúp. Ui giời. Rồi lại có thằng nào nữa đây. Ê, mình sẽ ra đây rụ hàng. Ấy, đồng chưa. May mà mình không định kiểu mình leo lên đây là quá là hợp lý. Ôi nhảy kia. Chơ. À, đèn, chậm hơn nó một tí rồi, đèn thế. Rồi. Ui dồi ôi, chơi cái chế độ chú quỷ rồi mấy thanh niên vẫn còn cứ đâm đầu vào thủ dâm thôi. Chết thật. Ô đây. Ô hàng. Ôi nhìn các bạn nhìn kiểu này là biết nó chui vào đây rồi. Chui vào đấy rất là chậm luôn ý. Nên là mình khuyên các bạn là khi mà hồi sinh gần đấy thì tất nhiên là các bạn chạy linh tinh còn đỡ hơn ạ. Chui vào cái đấy rất là lâu rồi, dễ chết cực kỳ. Ô đấy. Mày này. Rồi mày quá vào trước khi hóa heo. Vẫn là một cái chuyện mạnh. Các bạn nhận nói gì đi. Nói gì đi. Thôi đây nó tăng máu ơi. Họ bới vào đây. Khô máu nào. Ủa hôm nay máu mình hơi khô hơi nhiều, may mà có máu để mà khô các bạn. Chứ bình thường mà chơi những khẩu súng, tức là súng GP này, hay là cầm kiểu AK-47A cái đấy, kiểu có khả năng cận chiến như kiểu dao găm ấy. Cái dao găm cắm vào súng ấy. Thì khô máu như thế này là coi như là ăn hành cả củ luôn đấy. Ôi, ok, nó ván này. Ok, nói chung là mình sẽ chơi nó ván này. Lâu lâu không cận chiến cũng được rồi, hôm nay cận chiến cũng khá nhiều. Nếu các bạn rảnh đếm cận chiến cho mình, đếm cận số cận chiến nhá. Thì mình có quà tặng thẻ cho các bạn được. Đấy. Bye. Like mạnh nhá. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me.